Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cơ sở điện tử Hải Tâm, website camera quay trộm.net, hotline 094 226 2345. Hôm nay xin giới thiệu đến toàn thể khách hàng bên mình một cái dòng mẫu sản phẩm camera không dây siêu nhỏ có tên là V99S Max. Cái dòng camera siêu nhỏ V99S Max này thì là một dòng camera hoàn toàn mới hiện nay trên thị trường với cái kích thước hoàn toàn là siêu nhỏ và không dây các bạn nhé. Có tính năng là kết nối điện thoại xem từ xa, không giới hạn khoảng cách. Đấy, có độ phân giải là full 4K, các bạn ở đâu cũng có thể theo dõi và giám sát được trực tiếp những hình ảnh từ chiếc camera nó truyền về điện thoại của mình đó. Một bộ sản phẩm camera V99S Max khi bạn nhận hàng thì nó sẽ có một là camera này, hai là các bạn sẽ có cả sạc dự phòng sơ cua, trong quá trình mình sử dụng mà nó hết pin thì mình có thể dùng sạc pin dự phòng nhé. Tiếp theo phụ kiện của nó sẽ có cả dây sạc cho bạn này, một bộ cục áo để các bạn ngụy trang lại nhé. Bộ cúc áo này các bạn ngụy trang đây, cúc áo thì sẽ có 7 món. Các bạn ngụy trang nó sẽ có các cái đầu ngụy trang như cúc áo, ốc vít, đầu đinh và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đây là tờ thông số kỹ thuật nhá. Thông số kỹ thuật và cách cài đặt của camera. Đó, đây, ở bên trong này thì nó đầy đủ hết nhưng mà toàn là tiếng Anh hết thôi. Thì rất là nhiều các bạn không biết tiếng Anh, sau đó là bên mình sẽ biên soạn ra một tờ hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt như này để làm sao trong quá trình các bạn sử dụng các bạn đạt được cái hiệu quả cao nhất, kết hợp giấy hướng dẫn sử dụng bên mình với lại video hướng dẫn sử dụng thì các bạn có thể thao tác theo 5 cái bước để sử dụng camera một cách đơn giản nhất các bạn nhé. Ngoài ra, ngoài hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt ra thì bên mình cũng tặng kèm các bạn một chiếc thẻ nhớ để khi bạn sử dụng camera các bạn có thể lưu lại những cái hình ảnh, những cái video nào mà các bạn muốn lưu trữ lại nhé. Đó, đây là một bộ sản phẩm các bạn nhận hàng. Các bạn ở Hà Nội và Sài Gòn thì có thể qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng bên mình tại một trong hai cái địa chỉ trên thẻ bảo hành để mua hàng và thử hàng trực tiếp tại cửa hàng. Những cái bạn nào ở xa mà có nhu cầu mua hàng thì bên mình nhận ship hàng toàn quốc nhé. Và khi bạn mua hàng bên mình, thứ nhất là được kiểm tra đầy đủ này, đầy đủ phụ kiện, thẻ bảo hành, giấy hướng dẫn bằng tiếng Việt này. Thứ hai là các bạn sẽ được lắp, bật camera lên và kết nối với điện thoại để test hình ảnh, chất lượng âm thanh của camera đúng như quảng cáo, đúng như chất lượng ở video này thì các bạn thanh toán tiền. Đó, đây là bộ cúc áo để các bạn ngụy trang nhé. Đấy, kèm theo một bộ cúc áo thì các bạn ngụy trang, muốn ngụy trang vào đâu thì các bạn ngụy trang. Đây, nó sẽ có cái cúc áo to này, cái đầu ốc vít này, cái đầu đinh này. Đấy, cái cúc quần này. Đấy, cúc áo nhỏ này. Đấy, và ba cái để các bạn lắp các cái đầu cúc vào để lắp vào cam. Rồi, ok. Thì khi bạn mua hàng các bạn sẽ nhận đầy đủ hết tất cả những cái phụ kiện nhanh nhá. Và đây là một camera. Camera thì nó sẽ có mắt cam. Đây, mắt cam thì nó là siêu nhỏ như này các bạn này. Đấy, các bạn muốn ngụy trang cúc áo thì chỉ cần đặt cúc áo vào đây là nó thành camera cúc áo. Ok chưa ạ? Rất là ok. Đấy. Rồi tiếp theo đây là dây cam. Đây là dây cam. Dây cam thì hoàn toàn 100% là dây dù. Tránh trường hợp khi các bạn gập này, các bạn có thể nhìn thấy nó gập rất thoải mái, không bao giờ gãy hỏng nhé. Còn những cái hàng mà rẻ tiền như trên thị trường đang bán ấy, thì các bạn gặp phát là gãy là hỏng thôi, là hỏng dây cam. Còn hàng bên mình là dây dù 100%, không bao giờ lo gãy hỏng nhé. Ở sườn của camera thì nó sẽ có công tắc gạt on off để tắt bật này. Sườn bên tay trái thì nó sẽ có nút reset và khe cắm thẻ nhớ này. Và dưới sẽ là chân sạc nhé. Trong quá trình sử dụng thì các bạn sẽ lắp thẻ nhớ vào để có thể lưu trữ lại những cái dữ liệu, những cái hình ảnh quan trọng nhất. Đó, đây. Mình sẽ cắm thẻ nhớ vào cho bạn này. Đấy, cắm thẻ vào là kêu tạch một cái mà nó bám thẻ đây là ok. Và khi cắm thẻ xong thì mình gạt công tắc về phần on và nó sẽ sáng cái đèn ở chân sạc là camera đang hoạt động nhé. Đó, đây là camera đang hoạt động rồi. Và bây giờ mình sẽ đi vào kết nối với điện thoại cho các bạn xem. Đó, ok. Đây mình sẽ có một cái điện thoại ở đây. Để kết nối được với điện thoại thì các bạn sẽ tải một cái ứng dụng về điện thoại cho mình này. Với các bạn nào mà dùng iPhone thì các bạn vào App Store nhé, các bạn tải cho mình ứng dụng có tên là Lookcam này. Các bạn nào dùng Samsung, Vivo hoặc là Oppo, các bạn vào cửa hàng Sát Play tải cho mình cái app có tên là Lookcam, biểu tượng màu xanh trắng trên màn hình này. Đó, khi bạn đã tải được ứng dụng Lookcam về điện thoại rồi và cái camera V99S Max này cũng đã được bật lên để kết nối rồi thì bắt đầu mình sẽ đi vào kết nối. Bước đầu tiên kết nối thì mình sẽ vào phần cài đặt của điện thoại nhé. Đó, tiếp theo đó là các bạn sẽ vào phần Wi-Fi cho mình, Wi-Fi. Trong cái phần Wi-Fi khi bạn truy cập kết nối thì nó sẽ phát ra cho mình một cái mã Wi-Fi. Cái mã Wi-Fi sẽ có chữ F vào đầu tiên, sau vài số, vài chữ và không mật khẩu. Thì đây chính là cái Wi-Fi của camera V99S Max phát ra để giúp mình kết nối camera với điện thoại. Thì mình ấn chọn kết nối này. Đó. Rất là đơn giản đấy các bạn ạ.
Ok, thiết bị đảm bảo kết nối thành công này rồi nhá. Thì các bạn thoát ra màn hình chính cho mình này. Sau đó các bạn truy cập vào cái app Lookcam nhé. Truy cập vào app Lookcam mà mình vừa đã cài đặt đấy. Đó. Ok, khi vào đến trong app Lookcam thì sẽ nhảy ra một cái dòng như này. Thì vào đây các bạn ấn Cancel cho mình này. Tiếp tục ấn vào chữ Device Online và chọn Cancel tiếp nhé. Đó, thì camera nó sẽ hoạt động. Cái này con cam pin yếu rồi. Pin yếu thì nó sẽ bị loát này. Rồi mình sẽ lấy con cam khác mình kết nối cho các bạn xem luôn. Của mình thì sẵn rất là nhiều luôn, sẵn rất là nhiều cam luôn. Đây là những cái hàng mới nhé, đây là những cái hàng mới mình chưa sạc pin. Còn khi mình gửi đi là mình sẽ phải sạc pin để kiểm tra test hàng trước khi gửi cho các bạn, nên các bạn yên tâm nhé. Cái nhận hàng được kiểm tra thoải mái luôn. Chính là vì cho các bạn kiểm tra hàng thoải mái, do đó là khi mình gửi đi là mình sẽ phải sạc pin trước để test, để cho các bạn test hàng ấy. Còn đây là những cái hàng vẫn ở trong hộp mình đây. Các bạn sẽ nhìn thấy vẫn nguyên đai nguyên kiện hết này. Mắt cam vẫn dán này, vẫn nguyên hộp hết các bạn nhé. Đó, thì những cái trường hợp như thế này thì nó hết pin thì mình không thể biết được, tại vì nó vẫn trong hộp. Làm sao mà để test hàng các bạn những hàng chuẩn chỉ nhất là mình không xem trước, mình cứ hàng như nào thì mình đóng mình test luôn, mình bật lên mình test luôn các bạn như vậy. Đó. Với cái cam mới thì cũng vậy thôi, các bạn truy cập vào phần cài đặt đây, chọn wifi của camera phát ra thôi. Chọn wifi của camera phát ra rồi cho nó kết nối thôi. Rất đơn giản đây. Wifi của cam V99S Max phát ra đây. Mình thoát ra màn hình chính vào lúc cam này. Đấy, tiếp tục ấn vào device online, chọn cancel. Đấy, ok, con này thì nó có pin rồi. Có pin rồi thì bắt đầu mình sẽ test cho các bạn xem chất lượng hình ảnh nhá. Đây là đang bị ngược hình đúng không ạ? Đây là mình đang cầm đang bị ngược hình thì các bạn ấn vào một trong hai cái đây. Các bạn sẽ ấn vào một trong hai cái hình tam giác này cho đúng hình này. Đấy, đúng chưa, đúng hình chưa? Ok, đúng hình rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ xoay ngang cái màn hình điện thoại cho các bạn xem cho nó rõ nét luôn. Đây. Ok chưa? Đấy, quay con cá rất là đẹp luôn này các bạn này. Đó, ok. Nét sắc nét luôn các bạn nhé. Trong quá trình khi mình quay như này thì mình sẽ có thể thu được cả hình ảnh tiếng luôn đây. Quay cho các bạn xem cái bức tranh này. Đó. Ok chưa? Đây các bạn có thể thu được cả hình cả tiếng, các bạn muốn thu tiếng các bạn ấn vào cái hình cái loa này sẽ thu được cả tiếng luôn. Đó. Alo alo. Đó. Tiếp theo thì các bạn có thể ghi âm này, ghi âm thì ấn vào hình ghi âm nhé, chụp ảnh thì ấn vào cái hình máy ảnh này. Đấy, quay video thì ấn vào cái hình máy quay nhé. Ở đây thì mình có thể thay đổi độ phân giải từ 1080 lên 4K này. Đó. Đây, ok chưa? Đó, tiếp theo thì các bạn nhìn thấy ở cái chân cam này nó sẽ sáng cái đèn như này. Và các bạn muốn tắt nó đi nhá thì các bạn ấn vào cái bóng đèn màu xanh trên màn hình này. Nó tắt tắt hoàn toàn cái đèn đi. Đấy, đúng không ạ? Và camera vẫn quay vẫn hoạt động bình thường. Đây. Quay vào cái màn hình mình đi, tính cho bạn xem cái đàn cá rất là nét luôn. Đó. Rồi, muốn bật nó lên. Đấy. Thì đây chính là cái chất lượng hình ảnh thực tế 4K của chiếc camera V99S Max. Rất là nhiều các bạn đang hỏi mua bên mình. Chất lượng hình ảnh của nó cực kỳ là thật luôn các bạn nhé. Rất là nét luôn. Và trong quá trình quay thì nó không phải bị đơ, không phải bị giật một chút hình nào luôn. Rồi ok. Thì ngoài ra thì những các bạn nào mà sử dụng cái camera V99S Max này ở cái trong các cái môi trường mà thiếu ánh sáng ấy, thì nó sẽ quay được cái hình ảnh đen trắng các bạn nhé. Trong trường hợp mà các bạn quay ở những cái nơi mà không có đèn ấy, những cái nơi mà tối ấy, tối thì tối vừa phải, nếu mà tối om là không quay được. Còn trong trường hợp mà tối mà chỉ có một ít ánh đèn ấy, thì camera nó vẫn hoạt động, vẫn quay bình thường. Nhà bạn hỏi quay đêm được không thì cái dòng tất cả những cái dòng mà mắt cam như này là không quay đêm được. Quay đêm được thì là phải có hồng ngoại thì mới quay đêm được các bạn nhé, các bạn lưu ý. Đó. Thì trong quá trình mình sử dụng cái camera V99S Max này thì các bạn có thể cài đặt một số cái phần cài đặt của nó, các bạn nó bánh ra cài đặt cho mình này. Tiếp theo các bạn ấn vào device setting. Đó, trong cái mục device setting này thì nó sẽ có một cái phần là password này, các bạn có thể cài đặt mật khẩu cho nó nhé.
các bạn ấn vào cái dòng password và nó sẽ yêu cầu mình nhập mật khẩu cũ vào. Mật khẩu cũ của camera nó sẽ là 123456 bạn nhé. Và cái dòng new password là mật khẩu mới, thì các bạn muốn đổi là gì thì các bạn nhập vào. Và cái dòng confirm là nhập lại cái mật khẩu mới các bạn vừa đổi. Sau đó các bạn ấn ok là xong. Đó, và tiếp theo đến cái phần kết nối xem từ xa. Ví dụ là các bạn đặt cái cúc áo này ở nhà nhưng mà mình muốn đi đâu, mình cũng có thể theo dõi và giám sát được cái hình ảnh của cái cúc áo V99S Max này. Nó truyền về điện thoại của mình, thì các bạn sẽ vào phần Wi-Fi setting cho mình này. Trong phần Wi-Fi setting khi bạn truy cập thì nó sẽ hiển thị ra các cái tên Wi-Fi. Đây hoàn toàn là những cái tên Wi-Fi ở nơi các bạn đặt camera này. Đấy, thì các bạn xem cái tên Wi-Fi nào mà sóng khỏe nhất và mình biết mật khẩu nhé, thì mình chọn vào tên Wi-Fi đó, xong mình nhập mật khẩu của tên Wi-Fi này vào và chọn OK là xong. Khi đó thì cái camera cúc áo V99S Max này các bạn để ở nhà hay để bất kỳ đâu đấy là thì điện thoại của bạn chỉ cần có mạng 3G, 4G hoặc là Wi-Fi thôi là các bạn có thể theo dõi và giám sát được hình ảnh trực tiếp từ cái chiếc camera V99S Max này nó truyền về điện thoại của bạn nhé. Đó, có những cái phần ở bên dưới như reset report này thì các bạn để nguyên hết cho mình, không phải thay đổi một chút nào luôn. Đây là những cái phần thông số kỹ thuật của camera thôi. Đó, ok, thì đấy là toàn bộ cách cài đặt, sử dụng cũng như là chất lượng hình ảnh thực tế của chiếc camera V99S Max mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến toàn thể các bạn để các bạn có thể tham khảo. Và các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì biết đến sản phẩm này. Đây là một dòng sản phẩm camera cúc áo, camera siêu nhỏ không dây, mã là V99S Max. Thì các bạn nào có nhu cầu có thể nhanh tay liên hệ trực tiếp cho mình qua điện thoại hoặc Zalo 0942262345 các bạn nhé. Bên mình thì nhận chế độ camera vào tất cả các đồ vật theo yêu cầu. Bên mình có cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ qua trực tiếp địa chỉ trên cái thẻ bảo hành này để các bạn mua hàng nhé. Hotline thì các bạn có thể thấy, có thể trao đổi qua mình qua điện thoại hoặc Zalo đều ok. Và bên mình cũng nhận là tuyển đại lý toàn quốc luôn. Các bạn nào mà muốn buôn bán hoặc là xỉ lẻ đồ camera siêu nhỏ thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Ok, các bạn nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhé. Còn các bạn nào muốn tham khảo các mẫu sản phẩm khác thì các bạn có thể truy cập vào website camerawaytrộm.net của mình để tham khảo mẫu và giá công khai của tất cả các sản phẩm bên cửa hàng nhà mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.